Do mâu thuẫn về học phí đã đóng, một học viên đã mang hung khí xông vào trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đập phá tài sản đòi lại tiền ngay trước ngày thi. Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7, chị Phan Thị Hồng Phương là nhân viên của trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh đang làm việc bên trong thì có một thanh niên cầm thanh sắt tiến vào. Người này đến bàn làm việc của nữ nhân viên để lục lọi. Sợ hãi, nữ nhân viên tháo chị ra ngoài. Một lúc sau, thanh niên dùng cây sắt đập phá camera, TV, máy tính cùng nhiều thiết bị khác bên trong. Tổng thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng rời đi. Công an xác định đối tượng là Phan Ngọc Hải Đê, sinh năm 1994, ngụ phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đê là học viên của trung tâm. Theo nữ nhân viên, trước đó Đê đã đến trung tâm để yêu cầu trả lại tiền, mặc dù có tên trong danh sách sát hạch vào ngày 26 tháng 7. Đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc bắt giữ đối tượng Đê và đang điều tra làm rõ vụ việc.